Vâng, ở những video trước mình có review cái con máy ảnh chụp phim này 80.000 cái máy ảnh cộng 80.000 cộng phim cộng 60.000 đi dự ảnh tổng 220, cho ra những bức ảnh khá là thú vị cho những ai đam mê chụp phim. Tiếp tục trong video này mình sẽ review sản phẩm máy ảnh chụp lấy liền luôn. Cái này thực ra mình review rất là lâu trên kênh YouTube cây thiên.com rồi. Mình sẽ review lại sau nhiều tháng sử dụng. Thì đây là cái bao da đựng. Bao da thì có rất là nhiều mẫu để anh em lựa chọn. Đấy, mình thích kiểu nổi bật như này, phong cách thổ cẩm hồi xưa này khá là đẹp. Đấy, những cái đường may mũi chỉ ổn. Có cả dây đeo cho anh em nhé. Đây là cái máy ảnh Instant Mini 1, màu tím mộng mơ, tím thủy chung luôn anh em. Cái máy này rất là nhỏ gọn. Đây là bàn tay, anh em thấy nó đẹp không? Và đây là máy ảnh chụp liền luôn. Nó khác với con này là chúng ta phải mang đi ra lab, ra studio, rửa trong phòng kín để rửa phim. Thì con này chụp phát ăn liền luôn, rảnh luôn. Con này 80.000 và con này khoảng 2 triệu gì đấy. Nó đắt cả ở cuộn phim nữa anh em. Đây là cuộn phim của nó. Mỗi một phim thì chụp được khoảng 10 tấm nha anh em. Đấy, lưu ý cảnh báo không bấm vào đây, không ấn vào đây. Đấy, cuộn phim nó như này. Đấy, anh em để ý cái vàng vàng ấy nhá. Đây, máy ảnh của chúng ta thì bấm vào thì nó sẽ ra ống kính để chúng ta chụp. Đây, ống kính này, đây là cái gương để selfie phía trước. Ấn vào thì nó tắt đi, đồng thời nó đóng cái ống kính lại. Phía trước có đèn LED, đèn này là đèn bật tắt máy này và cảm biến ánh sáng. Ở đây có nút chụp này, có cái miếng gắn nhựa nhưng mình tháo rồi nên bây giờ hơi bẩn. Đây là ống kính để nhìn xem như nào. Mặt sau là khu vực chứa phim. Đây sẽ có cái lỗ này, lỗ trong suốt mở lên, vâng, như kiểu cái máy chụp phim hồi xưa anh em. Đấy, và chúng ta sẽ đút phim vào. Và mình bảo là để ý cái vàng này đúng không? Cái vàng này sẽ khớp với cả cái vàng này. Và anh em ấn vào đây. Đó, để như này. Hai cái khu vực này sẽ khớp với hai cái này. Đậy vào là xong. Đấy, nó sẽ có cái vàng ở đây cảnh báo lắp đúng nhá. Ở đây có chữ S, tí nữa nó sẽ là 10. 10 kiểu chụp. Chụp xong thì còn 9, nó cứ lên dần về 1 là hết phim, nó cảnh báo thôi. Ống kính ngắm đây. Ở cái ống kính ngắm này nhá, anh em sẽ thấy có cái tâm tròn tròn đó, anh em thấy chưa, cái tròn tròn để chúng ta biết vật thể ở giữa để chụp. Đấy, cái vòng tròn anh em thấy không? Cũng phải có cái để móc dây đeo và khu vực chứa pin ở đây, hai viên pin 2A. Máy nó cực kỳ nhỏ gọn vậy thôi. Đậy một cái móc. Ở trên thì có logo Fujifilm với cả cái khe để nó nhô ảnh lên. Dưới tem thôi. Có cái gương này rất là tiện để anh em sẽ tự selfie được. Chụp khoảng cách 60cm đến vô cực, range 0.3m. Anh em lưu ý là phải lắp cái pin LR6 này, AA 1.5V này mới hoạt động này. Chứ lắp pin linh tinh không chạy đâu. Đấy, LR6, phải lắp chuẩn pin nhá. Mở lên. Đó. Hoặc là pin Energizer này, này cũng có LR6 ở đây. Đấy, cứ pin nào LR6 được. Đó, và lưu ý là phải đủ điện nha anh em. Đèn đỏ nó nháy liên tục như này là không đủ điện này. Vừa đầu tư con pin mới, đèn không bị nháy nữa thôi. Ok. Đấy, đèn đứng yên. Tấm đầu tiên bao giờ cũng là tấm nháp. Anh em bấm chụp ở đây nhá. Để flash nó sẽ nháy đây. Đó. Bắt đầu phim nhẹ nhô lên. Đấy, tấm đầu tiên lại không có gì. Ok. Giờ chụp một kiểu nha anh em. Đấy. Chuẩn bị lên màu rồi. Chụp kiểu này nhá. Đó. Nó ra như này. Đợi một lúc nó sẽ hiện nhá. Hiện ảnh. Anh có thể mua cửa sổ này để đựng ảnh này. Anh nếu mà chụp chuẩn đấy thì màu sắc lên khá là đẹp. Chụp cẩn thận thì sẽ đẹp. Có vài tấm bị chụp thừa sáng hoặc thiếu sáng. Tóm lại màu khá ok.